nickmt.com, trang web mua bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ đang sale đến 50%, giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn có bán nick sơ sinh, nick Free Fire, nick tốc chiến và nick liên quân, tha hồ cho anh em lựa chọn. Dưới đây thì có một số dịch vụ game như bán vàng, bán ngọc, bán đồ, làm nhiệm vụ thuê, úp bí kíp thuê và dịch vụ săn đệ. Giá thì cực kỳ là hợp lý cho anh em. Ngoài ra, shop còn có phần vòng quay may mắn và thử vận may, giá chỉ từ 10k và tỷ lệ trúng là 100%. Anh em có nhu cầu gì hãy truy cập ngay nickmt.com để ủng hộ mình nha. Link dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì không biết là anh em nào ở đây còn nhớ hai cái clip của mình, đó chính là thử thách làm hết nhiệm vụ của game trong một clip cho hành tinh Saiya và hành tinh Namek không nhỉ? Thì chắc là rất là nhiều anh em nhớ đúng không? Tại vì cái hành trình đấy mình thấy view cũng khá là ổn, được anh em ủng hộ rất là nhiều. Thế nên là ngày hôm nay tiếp tục với hành trình đấy, nhưng mà là một hành tinh mới, đó chính là hành tinh trái đất nha nhé. Thì tất nhiên là có Saiya này, có Namek thì phải có trái đất rồi. Thế nên là ngày hôm nay anh em sẽ cùng mình, đó chính là đi làm tất cả nhiệm vụ của game trong một clip với hành tinh trái đất, để xem là mình sẽ làm được đến nhiệm vụ nào với hành tinh này nha nhé. Ok, giờ thì chắc còn chần chờ gì nữa, mình sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là đánh bại 5 con mộc nhân anh em ơi. Thank you.
お前すげえ遠くにいるから。 もう一度会いに行く。 Thank you.
No power!